Con xin chào cô chú, con chào cô chú lại với kênh Nhâm Thế Đức Thắng. Đó, hôm nay con ra con quay cho cô chú một ít máy xăng cho chú tham khảo nha. Nói con lên cho chú cái đầu tiên là cái Honda 13 nè, Honda 13 đó tiền. Máy này là trong thùng lấy ra luôn thôi chú, nguyên zin nguyên bản luôn, không đụng chạm gì hết. Đó, nói chung mà trong thùng lấy ra là máy mới thôi chú. Nó chưa có mở con ốc nào là mình tháo gì trên máy này ra thôi chú. Đó, máy thì cũng thấy ngoại hình là cực kỳ mới nè. Rồi mặt trước cô chú, đó cô chú nào mà có kiểu như mình chạy những cái vỏ lớn hoặc là mình có nào mà tiện lợi vô dòng máy lớn nữa chú, đó mình mua về sử dụng rất là tiện lợi ha. Này nếu quay thử bình xăng bên trong nè, nắp xăng là còn trắng phiếu luôn ha chú, nó do là máy là chưa từng sử dụng chú, chỉ đem ra test việc chạy thôi. Đây bình xăng bên trong thôi chú, cực kỳ sáng luôn nè, nó do là máy mới ha. Còn cái phần tem bên này nó như thế nè, tem nó hơi chú, đây đúng chữ nổi nè, như là việt giác đó. Bô e đồ là bô lửa là nguyên bản hết này, ốc bô lửa hoàn toàn chưa có bị đổi màu ha. Đó, máy lần đầu tiên đem ra luôn hơi chú. Này nó chịu cò nè, ốc ác rồi là chưa có dấu mở dấu bung gì hết nè. Đó, mình xăng chú, đây chú nhìn cái này nè, cái dấu gạch của cái bình zin hơi chú. Đó, bô lửa rồi, máy em Honda 13 này được thiết kế rất là chắc chắn thôi chú. Nó thiết kế bô e bô lửa rồi cũng hầm hố bự nè, nó cực kỳ dày luôn. Đó, mặt sau của máy thôi chú, đó cái này mà kéo kiểu như những cái lồ lớn thôi chú, nó kiểu như mình chạy vỏ chạy sườn rồi nè. Đó, cực kỳ mạnh ha. Đó, dưới lốc có đóng chữ nổi da băng luôn nữa chú. Đó, nách nhớt rồi là nguyên bản nguyên nguyên hết, máy là không có đụng đóng một cái miếng sình nào thôi chú. Đấy, thôi nếu không làm mất thời gian của chú thì nhận tiền cái máy lên cho chú nghe tiếng tham khảo ha. Máy này cực kỳ nhạy thôi chú. Không còn đóng e lên ra gì hết, mà chỉ cần giật là chạy thôi chú. Có lượt xăng rồi đầy đủ hết rồi. Tiếng rớt thì lầm luôn. Nào lấy miếng móc lót lên tiện. Đó, để lót qua đây cho nó vững máy để con test cho chú nghe tiếng máy ha. Đó, chú có mục đích nào mà xài muốn xài máy bự thì tham khảo dòng máy này thôi chú. Máy cực kỳ mạnh luôn. Đó. Tắt thì cũng như bình thường thôi chú. Này, bật lên có chữ off nè, ở dưới là on. Đó, dòng Honda này thì cực kỳ mạnh và bền thôi chú. Đó, chú kỹ xăng nhớt rồi. Đó, đúng liều lượng thì nó xài cũng rất là bền ha. Này. Dạ, Yata được không chú? Đó, 13 HP, đó, tương đương với 13 ngựa. Nó thông số đồ tem nhãn là chưa có bị chốc gì hết. Đó, đây, cái số đóng lốc thôi chú. 210-200-270. Lốc thì nói chung mà chưa có dính sình vết nè, mới như thế nè. Đó, cực kỳ mới thôi chứ. Đâu nhờ giờ anh test lại thì test thứ độ nhạy nè. Đó, dây giật cực kỳ dài luôn thôi chứ. Máy bự quá anh tiền giật một tôi không nổi rồi chứ ơi. Máy chạy nói chung là rất là ok luôn. Đó, lâu này con không có lên cái dòng Honda máy lớn này thôi chú. Đó, chú nào cần tham khảo những cái máy lớn này thì dòng máy là sự lựa chọn thôi. Đó, có chú nào mà kiểu như ưng máy này, đó, cần có mục đích đi sử dụng thì alo máy này bên con thôi chú. Đó, máy này cực kỳ đẹp luôn, nó nhanh tay thì còn chú ơi. Bô thiết kế rất là dày dặn. Ở bên trong thôi chứ.
Rồi, máy này thì hôm nay con bán cho chú là 3,5 triệu bao ship ha. Máy này được lấy trong thùng ra luôn thôi chú. 3,5 triệu bao ship. Cô chú nào làm được máy này thì alo bên con thôi chú. Đó, cảm ơn chú đã xem hết clip. Chào chú.